Anh cổ, chuẩn bị đi. Được. Dạ Thiên. Gì đấy? Bên kia chính là mấy tên bên kia, không phải người tốt đâu. Đừng nhìn. Lúc trước tôi có xem tờ lệnh truy nã, lệnh truy nã kẻ săn trộm, người trên đó chính là gã đứng đầu bọn họ. Anh chắc chứ? Tối qua tắt lửa tối đèn không thấy rõ, lúc nãy tôi quan sát kỹ, chắc là phải. Phải tính sao? Bọn họ còn có không ít người. Cậu khoan thể hiện ra đã. Ra khỏi núi chúng ta lập tức báo cảnh sát. Được. Ông ơi, bọn họ là người xấu. Chó đã nói mà. Tính sao đây? Đừng quan tâm nhiều, mau đi thôi. Các anh em đang định đi đâu vậy? Không định đi đâu hết, thì du sơn ngoạn thủy mà, dạo chơi loanh quanh. Ông ơi, trời cũng sáng hẳn rồi, chúng ta mau đi thôi. Phải, phải. Các cậu xuống núi, đi ngược rồi. Theo hướng hôm qua đến, thấy rừng trúc nhỏ phía trước là đúng. Cảm ơn lòng tốt của ông. Có điều, một đám già yếu bệnh tật như các người. Con bị thương. Dạo chơi vớ vẩn cái gì ở đây? Họ hàng xa của tôi đến thăm tôi, đưa họ vào núi đi dạo ấy mà. Tôi hiểu. Các người muốn làm gì? Đừng phản kháng. Đưa cho họ. Các anh đang làm gì vậy? Có ý gì? Hỏi anh chút chuyện thì cứ nói thật đi. Cần gì giả vờ ngu? Không giả vờ, không giả vờ. Đại ca, anh xem các anh cao lớn vạm vỡ là đẹp trai thế này. Đừng làm khó mấy người chúng tôi nữa. Thả chúng tôi đi đi. Tấm da trắng lột này từ đâu ra? Ảnh chụp được ở đâu? Tuy chúng tôi chỉ săn bắt, không hại người, nhưng mà nếu bị ép đến đường cùng, chúng tôi cũng không quan tâm nhiều như vậy. Nói! Nói mau! Đừng! Nói! Nói! Da trắng là nhặt được, ảnh là vô tình chụp được. Chúng tôi cũng không biết đó là thứ gì. Nhìn giống như con rắn. Ảnh chụp ở đâu? Chụp vừa lúc du sơn ngoạn thủy. Cụ thể là nơi nào tôi cũng không nhớ rõ. Anh xem, trong núi này toàn na ná nhau. Chặt một bàn tay đó. Đừng! Chạy đi! Đứng lên! Chỉ dựa vào mấy người bọn mày. Nói! Rắn ở đâu? Nếu không, tao sẽ làm mạnh tay đấy. Cười gì mà cười? Mày đánh giỏi lắm chứ gì? Tôi từng cướp họ một lần, các cười lại cướp anh ấy lần nữa. Cười gì mà cười? Anh không cần tìm nữa. Nó đến rồi. Đến rồi. Nó đến rồi, đến rồi. Chạy, chạy mau. Mau, tản ra. Chia nhau ra chạy. Được, nhanh lên, sang bên kia. Mau, tách ra. Nhanh, tách ra chạy, nhanh, tách ra chạy, nhanh. Chạy về phía kia đi, đi. Chân cô không sao chứ? Không sao. Người đâu? Sao không có tiếng động gì cả? Không biết, chạy lạc nhau rồi. Lang Thái, nghe lời tôi, ở yên đây, đừng đi đâu.
Tôi đi xem thử. Đại ca, cẩn thận đấy. Nhanh lên. Ông cụ, ông sao rồi? Nghỉ một lát. Đại ca, ở đây. Thế nào? Tất cả không sao chứ? Không sao. Vua rắn đâu? Không biết, không nhìn thấy. Vẫn ở quanh đây, chưa đi đâu. Anh ngửi được mùi thật à? Rắn cũng như người. Còn rắn khác nhau thì có mùi khác nhau. Huống hồ nó còn là vua rắn. Chẳng phải ông nói vua rắn là thần bảo vệ núi, không đối đầu với con người sao? Đều là người xưa nói, đâu phải tôi nói. Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Trước tiên xem thử phía nào an toàn, ra ngoài rồi nói tiếp. Nếu mọi người tin tôi thì đi theo tôi, ít nhất tôi hiểu nó hơn mọi người. Tin, tin. Đi bên này, đi. Ông ơi, ông từ từ thôi. Coi chừng dưới chân. Ngô Lan Thái, Ngô Lan Thái, cô ấy đâu? Đã nói rồi, bảo cô ấy đừng đi đâu. Cô ấy chạy đi đâu rồi? Không phải tôi nói anh chứ? Anh không đáng tin gì cả. Nhanh đi tìm. Nhanh. Ngô Lan Thái, Ngô Lan Thái.